chỉ một câu nói Trần Phương Bình cho Vũ Nhôm vay 13,4 triệu USD. Văn bằng anh Vũ khai trước tòa, Vũ chỉ nói với Trần Phương Bình một câu ngắn gọn: báo cáo anh Bình, em đang kẹt tiền, anh có tiền cho em vay. Ngay sau đó, Bình chuyển cho Vũ 13,4 triệu USD. Sáng ngày 30 tháng 11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử Trần Phương Bình và đồng phạm tại Ngân hàng Đông Á DAB. Lúc này, Phan Văn Anh Vũ đã được dẫn giải đến tòa và trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Trả lời về số tiền 600 tỷ đồng dành mua 60 triệu cổ phiếu DAB, Vũ khai rằng khoản tiền này gồm hai nguồn. Thứ nhất, 400 tỷ là khoản vay do thế chấp hơn 220 lô đất tại Đà Nẵng. Thứ hai, khoản 200 tỷ là vay ông Bình. Lúc ấy, anh Bình nói bị cáo cố gắng thế chấp hết để vay cho đủ 600 tỷ, nhưng bị cáo từ chối và nói thực lực đến đâu sẽ vay đến đó, chỉ mua tương ứng 400 tỷ thôi. Sau đó Bình nói sẽ cho vay bằng tiền cá nhân anh, Vũ khai. Ngày 17 tháng 1 năm 2014, anh Bình gọi cho bị cáo nói anh đã thu xếp tiền cho mày, chiều qua ký giấy nộp tiền cho kịp thời gian, Vũ trả lời. Chiều hôm đó, Vũ tới phòng làm việc của Bình. Ngay sau đó, Vũ gọi điện cho cấp dưới bán 10 triệu USD để giao cho Vũ nộp vào tài khoản. Ít phút sau, Nguyễn Đức Vinh, nguyên trưởng phòng ngân quỹ DAB cầm theo một số giấy tờ lên phòng và đề nghị Vũ viết theo mẫu. Bị cáo tin tưởng nên viết bản kê tiền và giấy nộp tiền vào tài khoản công ty. Sau đó, tài khoản của công ty lập tức có 200 tỷ đồng, Vũ nói. Tuy nhiên, việc mua bán không thành công, DAB trả lại 600 tỷ vào tài khoản công ty Bắc Nam 79. 200 tỷ hoàn toàn không dính dáng gì đến DAB, Vũ tiếp tục, đồng thời cho biết, trước đây Bình từng cho mượn hàng triệu USD mà không cần giấy tờ, ký nhận. Vậy mà vụ này cơ quan chức năng lại khởi tố, vụ này bị cáo rất oan, Vũ trình bày và cho biết đã nhiều đêm mất ngủ bởi suy nghĩ vấn đề này. Việc oan hay không oan, dân sự hay không dân sự thì hội đồng xét xử sẽ xem xét. Nhưng rõ ràng khi Trần Phương Bình đề xuất mua 60 triệu cổ phần, bị cáo đồng ý, chủ tọa nhắc nhở Vũ. Một lần nữa, Vũ Nhôm nhắc lại lòng tin của mình với bị cáo Trần Phương Bình. Anh Bình bảo sao bị cáo làm vậy, bị cáo tôn trọng anh Bình và vị trí xã hội của anh Bình, Vũ nói. Trả lời về việc vay 13,4 triệu USD, Phan Văn Anh Vũ cho biết Vũ chỉ nói với Trần Phương Bình một câu ngắn gọn: báo cáo anh Bình, em đang kẹt tiền, anh có tiền cho em vay. Sau đó, Bình chuyển cho Vũ 13,4 triệu USD. Chủ tọa tiếp tục hỏi về sử dụng số tiền này nhưng Vũ từ chối trả lời cụ thể. Bị cáo dùng vào việc cá nhân, xin tòa cho bị cáo không trả lời câu hỏi này. Theo cáo trạng, từ 11 tháng 10 năm 2012 đến 12 tháng 3 năm 2015, Đỗ Thanh Hùng, nguyên thủ quỹ hội sở DAB đã xuất quỹ chi 12 khoản với tổng số 292.636.844.000 đồng mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Sau đó, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, ông Bình đã chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ sử dụng. Khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Bình cho biết mình mua hộ Vũ số tiền 13,4 triệu USD nhưng đến nay Vũ chưa trả. Ông Bình cũng không biết Vũ dùng số tiền này vào việc gì. Xác nhận điều này, Vũ cho rằng mình đã vay của cá nhân ông Bình. Vì sao Vũ Nhôm kêu anh? Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỷ đồng để mua cổ phần, Vũ Nhôm cho rằng đó là tiền túi của Bình nên kêu anh. Sáng ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, và Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Đông Á Banh DAB cùng 24 bị cáo liên quan với phần công bố cáo trạng. Trước đó, trong phần kiểm tra căn cước ngày hôm qua, khi hội đồng xét xử yêu cầu khai báo về nhân thân, bất ngờ Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm nói, trong vụ án này bị cáo bị oan ạ. Không chỉ tại tòa, tại cơ quan điều tra Vũ Nhôm cũng kêu oan. Theo đó, năm 2013, DAB thua lỗ kéo dài, thiếu hụt tiền mặt vàng số lượng lớn trong kho quỹ. Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ Nhôm đã bàn bạc và thống nhất Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại DAB. Sau đó, Vũ Nhôm thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 600 tỷ đồng của DAB.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ nhờ Bình giúp đỡ. Trần Phương Bình liền chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ khống cho Vũ Nhôm. Tuy nhiên, DAB không thể tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, nên ngày 8 tháng 4 năm 2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhận hơn 600 tỷ đồng cả gốc và lãi từ DAB, Vũ Nhôm chỉ nộp lại cho DAB 400 tỷ. Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Bán cổ phần xong, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng. Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, nhưng đến nay Vũ vẫn chưa trả. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Đức Vinh, nguyên trưởng phòng ngân quỹ hội sở DAB thừa nhận làm theo chỉ đạo của Bình và khẳng định Vũ tự viết và ký chứng từ số 10.0112 nộp khống 200 tỷ đồng có mặt Vinh và Bình. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai bị cáo và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DAB khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Nguồn tiền mua cổ phần 400 tỷ đồng, Vũ thế chấp 220 lô đất, vay DAB 400 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng Vũ ký chứng từ không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỷ đồng này là tiền của Trần Phương Bình. Liên quan đến số tiền hơn 600 tỷ mà DAB chuyển tài khoản cho công ty Bắc Nam 79, Vũ đã sử dụng 600 tỷ đồng để công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng, còn lại 100 tỷ đồng và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của công ty. Theo Vũ nghĩ, đây là tiền túi của Bình cho vay cá nhân, chứ không biết là tiền của DAB. Nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB. Tuy nhiên, kết luận giám định chữ ký và chữ viết của Phan Văn Anh Vũ của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thể hiện chữ ký và chữ viết Phan Văn Anh Vũ tại chứng từ nộp tiền khống 200 tỷ và chữ ký và chữ viết Phan Văn Anh Vũ tại mẫu so sánh do cùng một người ký và viết ra. Cách ly Vũ Nhôm trong quá trình xét hỏi. Ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Đông Á Banh. Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á bị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng, nguyên thủ quỹ hồ sơ Đông Á Banh thể hiện từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 12 tháng 3 năm 2015, xuất quỹ chi 12 khoản, tổng cộng hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, phòng kinh doanh hồ sơ Đông Á Banh đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh phòng giao dịch trong hệ thống Đông Á Banh thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào hồ sơ Đông Á Banh bằng máy bay. Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ Nhôm. Còn 500.000 USD ông Bình đưa cho cấp dưới để chi phí thuê tư vấn tìm đối tác. Vũ Nhôm thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở hội sở Đông Á Banh. Đến nay, ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ Nhôm là gì. Trong khi bị cáo Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ Nhôm lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của bị cáo Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho bị cáo Bình và cũng không biết bị cáo Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì. Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc bị cáo Trần Phương Bình chuyển cho Vũ Nhôm số tiền 13,4 triệu USD nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định. Ngoài việc phải có trách nhiệm trả lại 13,4 triệu USD cho Đông Á Banh, Phan Văn Anh Vũ còn có nghĩa vụ bồi thường hơn 203 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Đông Á Banh và hơn 90,5 tỷ đồng còn nợ từ việc mua cổ phần.
Số tiền 203 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng Vũ ký giấy tờ nộp ảo vào Đông Á Banh để mua cổ phần, nhưng Đông Á Banh lại chuyển thật 200 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79. Quá trình chuyển qua lại 203 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi được chuyển về cho tài khoản công ty Bắc Nam 79 vì Vũ Nhôm tự ý định đoạt, gây thiệt hại cho Đông Á Banh, do đó Vũ Nhôm có nghĩa vụ bồi thường cho Đông Á Banh số tiền này. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Vũ Nhôm chỉ khai nhận hành vi như trên nhưng không thừa nhận đồng phạm với Trần Phương Bình về việc chiếm đoạt tài sản của Đông Á Banh. Liên quan đến việc gây thiệt hại 203 tỷ đồng, bốn bị cáo Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng đã lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng và xuất quỹ Đông Á Banh chi 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ gây thiệt hại cho Đông Á Banh. Các bị cáo trên khai không biết đã giúp sức để Bình Vũ chiếm đoạt tài sản của Đông Á Banh, không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt của bị cáo Bình và Vũ. Cuối phiên tòa, chủ tọa yêu cầu cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ với bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn Đông Á Banh tại trại tạm giam và cách ly tại tòa để xét hỏi. Lúc nào xét hỏi thì tòa sẽ yêu cầu trại tạm giam trích xuất bị cáo.